Là một gợi ý để thiết kế một phòng ngủ có diện tích khoảng 6 mét, diện tích quá nhỏ, mình đặt một cái giường vào cũng đã hết chỗ rồi. Bây giờ làm như thế này nhé, làm một chiếc giường gọn gàng bằng gỗ như thế này, giường được làm cao bằng mặt cửa sổ, như vậy thì sẽ tận dụng được nhiều không gian hơn. Nhớ là làm thêm ngăn kéo như thế này sẽ để được rất nhiều đồ. Phía đầu giường hãy làm một cái hệ tủ như thế này, trông có vẻ vuông vắn hơn rất là nhiều. Tủ này dùng để sách hoặc là để các đồ trang trí. Bên cạnh đó sẽ làm thêm một cái tủ giá sách nữa. Tủ này được làm kịch trần, làm một cái bàn làm việc treo như thế này. Như vậy là phòng ngủ chúng ta cũng để được rất nhiều đồ rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu một chiếc tủ quần áo. Thông thường chiều sâu của tủ quần áo là 60 cm. Như vậy thì đặt tủ quần áo vào đây sẽ là hợp lý nhất rồi. Ngăn ở giữa là ngăn để đồ cũng là trang trí, không cần làm cánh. Hai bên thì làm cánh tủ màu trắng trông rất là trang nhã.